con đã muốn có một ngày được khóc với nỗi đau của người mẹ mất con trai. Nhưng tôi đã nói là cô đi đi, sao còn dám giáp mặt tới đây? Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Chính cô đã khiến cho con trai của cô chết. Hẳn là cô tự hào lắm khi nuôi dạy con gái của cô. Nói vậy hơi quá đáng nữa. Tất cả mọi người chỉ biết bắt nạt mẹ của con. Trời, bà chưa từng bao giờ đứng về phía của mẹ dù chỉ một lần. Ba cô con gái. Các cô con gái của mẹ đều hoàn hảo. Một niềm tự hào. Tôi là Hồng Echa, từ chương trình Ngôi Sao của chúng ta. Và sự ẩn mình. Mời quý khán giả đón xem Con Gái Của Mẹ lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.